Cửa hàng nông nguy cơ Duy Hải xin kính chào tất cả anh em. Hôm nay bên em lên sóng cho anh em một con máy cơ xích lòng nằm Tanaka hàng thế hệ mới Start 3351. Làm xích thì cũng làm 4 tấc anh em nhé, xích mini. Làm là làm nhông, xin thưa anh em này làm nhông nhé, hay là gọi là bánh xe. Còn chữ đẹp Tanaka. Máy khá là đẹp xuất sắc. Để sẽ coi một phòng nhìn thôi. Máy có bơm xăng phụ, có thắng xích, hàng này hàng xốp, hàng thái hệ mới anh em nhé. Đấy, thiết kế nó toàn đồ bổ và rất là nhẹ nhỏ gọn, nhưng cưa thì thật sự anh em rất là uy lực. Đây, hai ốc chân làm luôn. Hàng này là 3351 nhé, Tanaka 3351 Start. Là những hàng mà thế hệ đời mới bây giờ. Có rất là nhiều chức năng, trợ lực thắng xích, e gió tự động luôn. Đây, mình cũng khám phá nội thất của máy. Nó đẹp anh em nhé, zin nguyên bản, đảm bảo với anh em là máy nội địa còn là zin nguyên bản. Đấy. Còn này lâu lâu mới có con hàng thế hệ mới anh em nhé. Ở con này hiện tại em đang bán ở giá cửa hàng là 2,3 triệu. Đây có tem và mã vạch chết cót cho anh em luôn. 2,3 triệu một con này nhé, làm xích kèm theo máy. Anh em mua hàng chỉ về chỉ việc cưa thôi, bao ship cho anh em tận giường luôn. Về là chỉ cần đổ xăng pha nhớt nhau đúng là cửa mà mầm thôi. Xích bên em đã rũa cho anh em cho nó bén rồi, kiểm tra nhớt nhau mọi thứ, bơm xăng phụ linh tinh khá là ổn hết rồi. Hiện tại em đang quay buổi tối nên chỉ có giới thiệu sơ về các dòng máy cho anh em nghe nha, chứ không có test tiếng nổ. Thì con này thì công suất nó lên tới 33cc nha anh em, 3351, còn này là 33cc. Thì những cái dòng này là có thể là sử dụng trong cơ gia đình, cắt những cây mà từ 40cm đổ về là cắt dư sức rất ngọt. Rồi, ngoài ra thì máy đang sử dụng là vít chỉnh cái đầu 3 kim, nhưng mà ý là dùng cái típ chuyên dụng của máy, nhưng mà bên em đã chế lại cho anh em để sử dụng với vít dẹp thông thường. Mình có thể có tua vít nhỏ thông thường anh em có thể để chỉnh được. Còn nếu để riêng nguyên bản thì những anh nào mà không quen về những cái dòng này thì ngao ngán lắm, nhưng mà về tụi em đã chế lại cho anh em rồi. Là anh em có thể chọc vít chỉnh thoải mái nhá. Ok. Rồi. Anh em thiện chí mua hàng thì liên hệ trực tiếp với Thắng Mình Cơ Xích qua hai đầu số 0337019191, 0974644973. Bên em là ship hàng CD toàn quốc. Mua hàng anh em đặt cọc trước thẻ cào Viettel 200.000. Hoặc là chuyển khoản trước 500.000 bên em miễn phí ship. Khi anh em nhận hàng sẽ được kiểm tra máy, test và cưa thử máy nha. Anh em cảm thấy ok, đúng theo video quay thì anh em hãy nhận hàng nha. Còn nếu có bất kỳ một cái thắc mắc gì về máy móc, anh em có thể điện lại trực tiếp. Trước khi hoàn hàng về, anh em phải điện thoại trực tiếp cho shop để anh em mình tìm những cái phương án mà để giải quyết ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video rất là nhiều. Hẹn anh em ở video lần tới nha.